Rồi, xin chào cô chú anh chị ha, chúc cô chú anh chị sức khỏe nay lên vài cặp sâm hương này cô chú anh chị thấy ha. Này mã số 1 nghe cô chú anh chị. Nè. Mã số 1 ha. Ồ, 160k. 160k bao tiền ship luôn nghe cô chú anh chị. Đó, này cô chú anh chị xem ha. Rồi, mã số 2. Mã số 2 thì cái cây này tàn ấm ha cô chú anh chị. Với cây này quái nè. Cây này nói chung đẹp lắm nghe cô chú. Thì nuôi chừng tháng 2 nữa là nó kín cái đường này là đẹp nè ha. Đó, 160k. Mã số 2 ha. Bán này còn không có bao tiền ship nha cô chú. Đó, 160k. Thì chung mấy cây này nó đã thần hết rồi. Rồi, mã số 3. Mã số 3 cặp mai chứng thủy ha. Ồ, 160k luôn nha cô chú anh chị. Cái cây này chứ đẹp lắm nè cô chú anh chị thấy nè. Ồ, cành phong nữa nè ha, nè mặt tiền nữa nè. Đế rễ rất đẹp nha cô chú. Ồ, thì đang ra tới đây rồi. 160k luôn, cặp mai chiến thủy nha cô chú. Ồ, cây này thì đẹp nha. Mã số 3. Rồi, mã số 4 cũng cặp mai chiến thủy với cây sâm hương luôn cô chú ơi. Nè cô chú anh chị thấy nè ha, cây này thì nó già rồi nha. Ồ, nói gì thì cứ cắt nó ấm tàn lại là chơi ha, nó có bông ok luôn ha. Ồ, cái này thì tại lồng với cát á đem lôi lên đó ha, với cây sâm hương 160k con bao tiền ship luôn nha cô chú. Đây nè, cái cây này thì nói chung nó bằng, nó cũng hơi to bằng tay cái ha. Ồ, chú anh chị xem ha. Mã số 4 nha cô chú. Mã số 4. Rồi, mã số 5. Cây sâm hương quái ha. Quái dị ha cô chú. Thôi, sách nó ok luôn rồi. Nằm chậu lâu rồi ha. Ồ, với cây này. Cặp ha cô chú. Mã số 5 ha. Mã số 5. 160k luôn ha. Đang bán không bao tiền ship luôn. Rồi, rồi. Mã số 6 là cây nguyệt quế ha. Cây nguyệt quế với một cây sâm hương. Đó, nói chung rễ năng ra ngoài hết rồi. Thì mấy cây này nó cũng mạnh hết rồi nha cô chú. Sống khỏe ha. Để rễ thì nó ok. Về chủ yếu nuôi cho nó ấm ở trên cái mâm này. Mình cắt làm sao như cái nón lá là đẹp mà. Đó, với cây nguyệt quế ha. Này có bông đẹp nghe cô chú, thơm nghe. Đó, mã số 6. Mã số 6 nghe cô chú. Cây nguyệt quế với cây sâm hương ha. Mã số 6. Rồi. Mã số 7 nè. Mã số 7 cặp này mini hàng siêu luôn nha. Đó, nó có cành lá nha cô chú, về chú chịu đi kẽm là rất đẹp, cây thì nó rung già rồi ha. Ồ, rễ thì thôi nè. Với một cây sâm hương. Hàng này, mấy hàng này siêu nghe cô chú. Nó nhỏ xíu rồi ha. Hiệu chú về nuôi nó kín, cắt cứ cắt riết nó kín như nón lá là đẹp rồi ha. Như cây này nè, cây này rất đẹp nghe cô chú. Thì con cũng mới vô vài cây nè. Thì để chưa mới vô nên nó chưa có ấy nè, hàng siêu nè ha. Nè cái này cô chú anh chị về rút vô là nó ok ha, rút nó vô chậu mà kiếm cái chậu Nhật nào á đẹp đẹp của chú anh chị rút vô ha. Đó, thì cái cây này rất là già ha. Với làm cây này mới vô. Đó, nói chung nó cũng không có đẹp gì mấy, nhưng mà mình nuôi cho nó é mình rút lại nữa nghe không chú, mình cắt rút lại nữa ha. Đó, rồi nay chỉ có nhiêu đây thôi. Chỉ còn nhiêu đây cô chú ơi. Làm thì hơi chậm ha. Viên cây sâm hương rất ngon thật. Cái này ghép. Còn
đường cây mai vàng gút mới lại này thì ghép già mùa, cái mắt ghép chỗ này nè cô chú anh chị ơi, nó mắt ghép già mùa ha, chung gút nó vô chậu chút xíu à. Cây hoành cũng to ha, bằng chân cái rút vô cái chậu cầm tay cậy nuôi thử coi nó có bông ha. Rồi cái clip tới đây cũng xin chào cô chú anh chị ha, chúc cô chú anh chị sức khỏe.